Dạ hiện tại bên em đang đứng ngay cái khu vực chợ Tân Hương, là cái nút giao thông của ngã ba Văn Cao và Tân Hương. Cách chợ Tân Hương 100 m hướng về Độc Lập, mình có một căn nhà mặt tiền đường Tân Hương, vị trí kinh doanh đắc địa với diện tích nhân 4,2 m dài 20 m, nhà đẹp. Hiện tại mình đang cho salon tóc thê, thu nhập cao và ổn định hàng tháng. Sổ hồng riêng đầy đủ, giá là 12,5 tỷ còn thương lượng. Ngân hàng thẩm định cho mình vay 70% giá trị căn nhà. Nhà mình hiện tại thì rất là đẹp, vị trí đẹp, nhà đẹp. Cách chợ Tân Hương 100 m và cách ngã ba Độc Lập là 150 m. Ở khu tuyến đường Tân Hương thì hai bên đây là những cái con đường nội bộ thông ra khu Độc Lập, Trương Vĩnh Ký, và phía bên tay phải thì mình thông ra đường Vườn Lài và đường Lũy Bán Bích. Dạ, trên cái tuyến đường này thì mình có hai cái nhà thờ, một cái nhà thờ nằm gần chợ Tân Hương và một cái nhà thờ nằm ngay khu vực ngã ba Độc Lập và Tân Hương. Ở đây tiện ích đầy đủ hết. Đi ra Đầm Sen là 1,2 km và đi ra Aon Tân Phú là khoảng 1,2 km. Với diện tích là 4,2 m dài 20 m, sổ hồng riêng đầy đủ, giá 12,5 tỷ còn thương lượng. Để tham quan căn nhà này trực tiếp làm việc với chính chủ, quý khách vui lòng kết nối với bên em nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.